Đừng đánh mặt, khốn nạn, tôi bảo cậu dừng lại. Sao bên cạnh nghe giống như đang đánh nhau? Cảm giác gặp người quen rồi, vẫn là đừng làm phiền. Hi hi, cậu tuyệt quá. Nhưng của cậu vẫn cứ không buông ra. Tôi biết ngay cậu không nào. Ê, tôi sai rồi, đừng cắn nữa, sắp chảy máu rồi. Kịch liệt như vậy à? Mỗi ngày chạy như vậy vất vả quá, có lúc đến ngày nghỉ còn không đặt được phòng. Ta có thể cần xem xét thuê phòng ở gần trường không? Sống chung. Cậu. Đúng vậy, nặng chết rồi. Anh ta học rồi. Sao cảm giác anh lén lén lúc lúc vậy? Những bạn học kia của anh đều đang nghe ngóng qua các em. Muốn biết làm sao mới có thể tìm được bạn trai xinh đẹp như em hả? Tháng sau sinh nhật em, hòa tổng bọn họ sẽ nói đến thủ đô đón sinh nhật của em đó. Thật sao? Vậy gọi thêm An An với Trạch Thi chung đi, mọi người cùng tụ tập được. Cạn ly. Tốt quá rồi, mọi người tụ tập lại với nhau rồi. Đàn em học hành căng thẳng, không tới được cũng hết cách. Không phải vấn đề học hành. Cậu và Tiểu Diệp xảy ra chuyện gì sao? Chính là rất nhiều vấn đề. Em ấy kiếm đủ tiền rồi, không làm thêm, chuyên tâm học hành không sai. Em ấy đang lớp 12 học rất mệt, ngay cả thời gian ở bên tôi mỗi ngày cũng không có, điều này tôi cũng có thể hiểu. Nhưng mà sao em ấy có thể khiến Omega khác phát tình? Cho nên vào kỳ nhạy cảm không thể ở cùng nhau. Kỳ nhạy cảm của tôi em ấy đều sẽ rời đi rất cẩn thận. Vào kỳ nhạy cảm của em ấy tôi cũng trực tiếp tìm không ra người luôn. Gọi điện cũng không nghe, đến nhà em ấy cũng không có ai. Ở bên nhau lâu như vậy vẫn luôn là. Cho đến tháng trước, kỳ nhạy cảm của em ấy đến lúc ở trường, người trong lớp gửi cho tôi tin nhắn. Tôi rất lo lắng vội vã chạy tới kết quả. Diệp Du Thần. Em ấy đã phát tình với Omega đó. Cậu thật sự nhìn thấy rõ sao? Người đó thật sự là Diệp Du Thần. Không nhìn lầm.
Lạ thật. Tôi gọi một tiếng tên em ấy ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy tôi rồi. Mẹ nó dịp chú thần, cậu gì cậu ta mà ở lại Dung Thành, bị người nhà mắng muốn chết, cậu ta sao một chút lương tâm cũng không có thế? Trước tiên đừng nghĩ theo hướng xấu, cũng có thể trong đó có hiểu lầm. Cậu đi tìm cậu ấy nói chuyện chưa? Chưa, tôi không muốn thấy em ấy. Giờ nhìn thấy là nghĩ tới hình ảnh ngày hôm đó. Lẽ nào cậu có thể trốn cả đời sao? Cậu phải rõ một việc, là một cánh hoa trong kỳ nhạy cảm đụng phải Omega, liền chịu phải kích thích. Đây là hệ ô ứng tin tức tố, bất kỳ ai đều không kháng cự được tin tức tố. Các cậu rồi cũng phải đối mặt với chuyện này. Hoài tổng, hay là bọn tôi đi đánh cậu ta một trận, bảo cậu đi đánh Trạch Hy, cậu nỡ không? Tôi đánh không lại, dù sao tôi cũng không nỡ. Đánh cũng không đánh được, gặp mặt nói chuyện đàng hoàng cũng không chịu, phải nghĩ một cách khác giúp hoài tổng. Cậu đừng ra chủ ý thiêu cho người ta. Đầu óc tôi thông minh như vậy sao có thể ra chủ ý thiêu được chứ? Sở hạt châu. Vậy hạt qua đây, thư thư là uống say rồi, không có say. Tôi nghĩ ra rồi, cậu không cần lo nữa. Lão công, ôm ôm. Tôi đưa em ấy về nhà trước, mọi người tiếp tục chơi. Sở Hạc Châu muốn uống nước, uống nước. Kỳ quá, sao không giải khát được? Sở Hạc Châu vẫn rất khát đây. Mùa tin tức tố đột nhiên trở nên nồng đậm. Tiểu Bồ Đào, nghe thấy anh nói không? Cái tên ngốc này, lâu như vậy rồi còn không biết kỳ phát tình của mình. Châu Châu, em khó chịu. Tiểu Bồ Đào, nhịn một chút, anh đưa em về nhà. Hóa Duyên Tấn, cậu muốn làm gì? Lâm Hương Dân, cậu tránh xa, để cậu ấy qua đó. Người ra là Omega, cậu bảo cậu ấy qua làm gì? Tôi là đang cứu hoài tổng. Cậu cứ dựa qua như vậy là được. Tôi chụp mấy tấm, liền chuyển cậu 500. Được. Tấm này đi đủ ấm áp rồi. Cậu điên à, gửi cho Diệp Vô Thần làm gì? Nhiên là lấy cách của người trả lại cho người. Đây là đâu? Chúng ta ở biệt thự ở gần trường học. Sở Hạc Châu, em khát quá. Ước hết rồi. Nhỏ nhỏ em giúp em tắm đã. Nhỏ nhỏ em đang dụ dỗ anh sao?
Lần này vào công có được không? Em nghỉ kỳ rồi à? Đó. Nếu không tiêm thuốc ức chế, em muốn xin nghỉ cả một tuần sao? Cũng không phải không được. Được rồi. Mặc quần áo hẳn hoi rồi xuống ăn cơm. Em giống mẹ em quá. Sau này sẽ là người chồng nuôi em, làm bố vừa làm mẹ. Sao thế? Hy vọng ngoài ngoài tổng có thể chống đỡ qua đợt này. Tối qua uống nhiều quá rồi. Đây, đây là khách sạn. Tiểu Diệp, cậu anh đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Khách sạn vui vẻ chào mừng bạn vào ở. Vậy anh gửi cho em là lý do gì? Nếu muốn tách ra thì nói thẳng đi. Ảnh gì? Đây đều là cái gì? Ký ức cuối cùng của mình là Hoài Tổng, cậu yên tâm, có tôi ở đây. Phó Duyên Tấn, con mẹ cậu làm cái gì cho tôi vậy ha? Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Câu này hơi quen tai nhưng không quá quen. Mặc dù là tạo gián nhưng Hoàng Tổng, cậu là anh pha bình thường, cậu cũng sẽ không nhịn được. Đối với Diệp Tu Thần cũng là như vậy. Tiểu Diệp, nghĩ xong giải thích thế nào rồi? Tối qua anh uống say, là Phó Duyên Tấn chơi anh. Sao vậy? Em không tin sao? Em tin, chỉ là em không phải bị người đùa dai. Quả nhiên vẫn là phải kết thúc rồi. Bàn học di động của cậu vẫn có người nói chuyện đây. Em đợi đó, giờ anh về ngay, anh tới gặp em. Diệp Vô Thần, anh không muốn tách ra chút nào. Hoài Kỳ Phong, em đến tìm anh rồi. Xin lỗi em. Em tưởng kỳ nhạy cảm của mình có thể khống chế, đến trường học cũng không có vấn đề gì. Em không muốn chậm tiết nên đã đi, nhưng lúc đối mặt với Omega em vẫn là. Anh hiểu, đây không phải là lỗi của chúng ta, đây là bẩm sinh.
Hình như chúng ta chưa từng ngủ với nhau vậy, muốn thử không? Có phải rất đau không? Có hơi nhưng không sao. Hay là anh pha thật à? Đang hơi nghi ngờ giới tính của em. Không phải, em đừng vì anh mà giả vờ không đau. Thật đó, em còn rất chúng ta có thể chia tay vì không còn thích đối phương. Nhưng đừng đầu hàng gì đều là anh pha được không? Cầm chấm tay. Đừng căng thẳng, đây không phải cái em giỏi sao? Nhưng em không nhảy rất lâu rồi. Lần này tạm thời thay thế người biểu diễn bị bệnh trong viện chữa cháy. Thời gian chuẩn bị cũng khá ngắn. Yên tâm đi. Tịnh thư bé nhỏ của anh không có vấn đề đâu. Tiết mục tiếp theo là biểu diễn múa ballet của bạn Nguyễn Tinh Thư, học viện văn học. Đến em rồi. Sạc sạc pin hoàn tất, em lên đây. Cô, video thư thư tham gia lúc trước còn không? Cháu muốn cho em ấy một bất ngờ. Cháu cháu, em về đến nhà bà rồi. Còn anh? Anh chưa về nhà, có chút việc phải làm. Việc gì vậy? Bí mật. Vậy giao thừa em có thể đi tìm anh không? Đương nhiên, anh có món quà muốn tặng em. Thư thư đợi điện thoại của ai thế? Không phải là vị hôn phu anh pha của Sở Hạc Châu kia của nó à? Trong lòng Tinh Thư của chúng ta chạy đến hết chỗ cậu rồi ấy rồi. Mẹ xem, đừng nói Tinh Thư nữa, ban đầu con còn quá đáng hơn nó. Con cậy thân thế không tốt, nói không để hai đứa ở bên nhau, con đã giả bệnh còn giả rất giống, làm mẹ tức chết. Không phải mẹ theo đuổi ba sao? Sao nghe cứ như ba cũng rất chủ động vậy? Ba còn con ngày ngày nói con quá chủ động, không giống Omega chút nào. Này có là gì? Cháu đã 20 tuổi rồi, đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi. Mẹ năm đó không có nói như vậy nha. Ban đầu là mẹ nói với con Omega phải dè dặt nè,
có thể giống nhau sao? Lúc đó khi con bị đánh dấu còn chưa thành niên, tinh thư cũng ba bà ngoại sao vậy? Con ra ngoài hẹn hò đây, con xem con dạy đứa nhỏ kìa. Mẹ, Thư Thư đã 20 tuổi rồi, đây không phải mẹ nói sao? Mẹ, con sai rồi. Anh đang ở đâu vậy? Sao em không thấy anh? Này. Nhỏ nhỏ, đó chính là dáng vẻ em trong mắt anh. Rất đáng yêu, rất đẹp nha. Đây là quảng cáo sao? Bây giờ nhìn bên phải của em, đây lại là làm cái gì? Muốn Nguyễn Tinh Thư tiên sinh cho anh một lời hứa. Lời hứa gì cơ? Lời hứa anh năm sau anh vừa qua sinh nhật 22 tuổi, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. 9, 8, nho nhỏ, năm sau sắp đến rồi, em chuẩn bị xong chưa? 7, 6, chuẩn bị xong rồi, 3, 2, 1. Chúc mừng. Một năm sau, tối hôm sinh nhật Sở Hạc Châu. Mà nó con quay về hồi nào vậy? Không phải nói tối nay phải tổ chức sinh nhật cho Sở Hạc Châu sao? À, con đột nhiên nhớ ra là phải quay về rồi ngủ rồi. Con vừa nãy tìm cái gì vậy? Không có gì. Không có gì thì mau chóng lên lầu ngủ đi. Mẹ, mẹ có từng thấy một cuốn tập màu lục không? Cuốn tập gì? Chính là cuốn tập mà bên trên có tên, địa chỉ nhà, số chứng minh thư, còn có lập gia đình chưa có bọn con. Chính là sổ hộ khẩu đấy. À, sổ hộ khẩu. Đúng vậy, nó nằm ở đâu thế ạ? Tìm nửa ngày trời rồi mà cũng không chưa gặp. Một Omega cần sổ hộ khẩu làm cái gì? Chính là mẹ cũng hiểu rồi đó. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu gì mà hiểu? Sở Hạc Châu tròn 22 tuổi rồi, con muốn cầm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với nó đúng không? Con mới có 21 tuổi, con dội cái gì chứ? Mẹ ơi, mẹ tốt bụng của con ơi, cầu xin mẹ luôn đó. Mẹ cũng không phải là người không thể lý giải con. Nhưng mà sổ hộ khẩu không có ở chỗ của mẹ, ở chỗ của ba con đấy. Con không có địa chỉ gì ở trong cái nhà này cả, cho nên không làm chủ được việc này thì chắc có biết rồi. Vậy mẹ lén lấy sổ hộ khẩu cho con có được không? Mẹ lén lấy sổ hộ khẩu, mẹ dám sao? Ba con còn không phải là dạng đứt lỗ tai của mẹ luôn chứ. Để mẹ thử nhé, cục cưng. Tối nay đợi ba con ngủ tiếp đi. Đợi anh ngủ tiếp để làm cái gì? Nói cái gì đó hả? Đâu có. Bọn em đâu có nói cái gì đâu. Em chỉ là bảo Tinh Thư uống chút nước chứ không có nói cái gì cả. Còn nhả gốc với anh sao? Anh nghe thấy hết rồi. Em muốn lấy trộm sổ hộ khẩu. Cái này đúng vậy thì Sở Hạc Châu nó cũng đã 22 tuổi rồi.
Con lên lầu ngủ trước đi, ba nói chuyện với mẹ con. Ba, mau lên nếu không thì cho sở hạt châu ở gó luôn. Làm sao đây, ba, con đưa sổ hộ khẩu cho em. Con nói cho anh ở gó, còn nói cho anh ở gó nữa. Không sao, không cần phải vội, bây giờ cục dân chính cũng chưa có mở cửa. Ngày mai anh đi tìm ba mẹ của em, đích thân cầu xin thư thử thư em ngủ trước đi. Dân. Đây cũng là chuyện đã được sinh sẵn từ sớm rồi, định sẵn từ sớm rồi, hai đứa nhỏ cũng làm thiệt tính thông luôn rồi. Đây là chuyện sớm muộn mà. Chỉ là đăng ký thôi mà, thư thư cũng sẽ không lập tức chuyển ra ngoài đâu. Anh hiểu thì hiểu đạo lý rồi. Em đi lấy cho nó đi. Cứ nói là em lấy trộm. Trong cái nhà này thì cũng phải có người không đồng ý chứ, giống như mẹ anh vậy. Như vậy thì tên nhóc sở hạt châu đó mới sẽ nhớ kỹ thư thư về ở bên nhau, mà phải hy sinh bao nhiêu sự nỗ lực. Anh yên tâm đi, Sơn Hạt Châu dám đối xử tệ với nó thì bé nho của chúng ta giả chết nó lâu rồi. Sở Hạt Châu, sao anh lại đến đây? Không phải nói có cuộc họp sao? Quán lại hết rồi. Buổi diễn của em sao anh có thể không đến chứ? Người đó là kim chủ ba ba của thầy giáo Nguyễn à? Tôi xem tin đồn từ tài khoản công chúng nói như vậy đó. Cứ tiếp tục như thế này thì không thể giải thích rõ ràng nhất. Đều nói em là tình nhân nhỏ mà anh bao nuôi. Chúng ta cũng lấy giấy chứng nhận ra năm rồi, hợp tình hợp pháp, có cái gì để giải thích chứ? Đúng rồi, tiểu cô sao rồi? Đang chờ sinh ở bệnh viện. Mùi phenomone của em. Sao thế? Gần đây có chỗ nào không được khỏe không? Không có. Lát nữa lúc đi thăm tiểu cô, em cũng đi kiểm tra một chút. Nhưng em ăn được ngủ được mà, không có cảm giác gì cả. Nghe lời đi đi. Phòng kiểm tra, chúc mừng hai người. Đã có thai 7 tuần rồi. Tốt quá rồi, thư thư, em có thai rồi. Không phải em không có cảm giác gì cả mà đã có thai ạ. Thời kỳ đầu mang thai omega của con trai không nhạy cảm lắm, nhưng hormone sẽ không ổn định, chồng em chắc sẽ rõ hơn. Ở đây có một em bé sao? Ừ, chúng ta phải làm bố mẹ rồi. Quá tốt rồi. Sở niệm còn chưa sinh sao? Vào đó nửa tiếng rồi còn gì? Sinh chưa vậy? Sinh rồi, sinh đôi. Một đứa Omega, một đứa Alpha. Ai da, tốt quá rồi. Sao nhóc con ngoan vậy? Omega là đáng yêu như vậy. Sao chỉ có một đứa, không phải sinh đôi sao? Đứa anh Pha ở bên kia kìa. Địa vị của anh Pha trong gia đình chúng ta, em hiểu mà.
phải có gánh nặng đường xa nhà. Xin mời các em trai em gái khóa dưới đi về phía bên này, đến chỗ bảng tin để điểm danh xác nhận lớp của mình. Dịp du thần, quá tốt rồi, chúng ta lại được tiếp tục làm bạn học rồi. Đó là học trường đang học năm cuối đúng không? Nhìn đẹp trai quá. Sơ hạt châu, đó là đứng nhất cả khối. Còn người tóc vàng là huynh đệ của cậu ấy, Phó Duyên Tấn. Người còn lại là thì sao? Người đó là hình như tên là Hoài Kỳ Phong. Là bộ phận thể dục của hội học sinh, còn từng đi huấn luyện cơ thể cùng với Sở Hạt Châu, nhóm bọn họ ở trong trường cũng khá nổi tiếng. Từ bỏ đi, Hoài Kỳ Phóng và Phó Duyên Tấn tuy nhìn dễ ra tay hơn Sở Hạt Châu, nhưng đó cũng là một anh khoa. À, Hoài Tổng cũng khá có khuôn mẫu của học trường đó vậy. Cậu Cúc đi, đừng quấy rối công việc của tôi. Tôi luôn biết cậu ấy là anh khoa, mà anh Pha bình thường sẽ không thích anh Pha. Người thích cậu ấy rất nhiều, người tỏ tình cũng không ít. Tôi nghĩ chỉ cần cậu ấy tìm được Omega, tôi sẽ từ bỏ. Nhưng mà trước giờ cậu ấy là độc thân. Xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy gì cả, cũng sẽ không nói với giáo viên đâu. Vậy về sau, chuyện mà tôi vui nhất mỗi ngày chính là vô tình gặp cậu ấy ở trường. Tôi biết lúc này cậu ấy đang học tiết gì, ở nhà ăn thích ngồi ở vị trí nào nhất. Mỗi buổi trưa thứ năm đều đi đến bộ phận thể dục hợp. Còn có mỗi tuần đều đi đánh bóng rổ. Các cậu làm gì? Như vậy cũng dứt ra đây được, có biết đánh bóng rổ không? Nếu như cậu biết lúc đó là tôi cố tình trượt tay, cậu có tha thứ cho tôi không? Tôi biết cậu sẽ tha thứ cho tôi mà. Cậu thích tôi như vậy. Vậy nên tôi muốn cái thích của tôi nhiều hơn cậu một chút. Quyết định chắc chưa? Ừ, tôi muốn cắt bỏ tiếng cơ thể. Nếu như muốn hẹn hò cùng cậu ấy, nhất định cũng phải mất đi cái gì đó. Vậy thì để tôi đi. Diệp Du Thần, tôi không hy vọng cậu ấy vì tôi mà mất đi bất cứ thứ gì. Cô ấy luôn là học trưởng sáng chói nhất của tôi. Không còn sớm, anh mau bắt xe về đi. Hôm nay không được sao? Hôm nay không phải mới cắn rồi sao? Sao lại? Tóm lại không, hôm nay không được, em phải về nhà đi. Đợt trước bác sĩ không phải nó bảo anh bình thường phóng thích nhiều pheromone với em chút sao?
Còn không phải tại thời gian đó anh đòi nhiều quá à, phản ứng cơ thể em vậy ứng thôi. Bây giờ không sao rồi. Em yên tâm, anh chỉ là ôm em ngủ một đêm, không làm cái gì khác. Nhưng em đã đồng ý với ba em tối nay về nhà. Vậy thì đến nhà em, hay là ba mẹ em không biết sự tồn tại của anh? Anh rất tủi thân, nhưng anh không nói. Được rồi, dẫn anh đến nhà em. Chào chú. Đây, đây là bạn trai, bạn trai. À, vào ngồi đi. Hôm nay anh ấy muốn ngủ ở đây. Đúng là đứa con gia đình không tầm thường nuôi ra. Để anh giúp em. Không cần. Bình thường nó chưa từng làm việc nhà, đây là đang thể hiện đó. Đúng là ba ruột. Cái đó các cháu ở bên nhau khi nào vậy? Tính từ lúc em ấy đồng ý chắc là lớp 11. Sớm gì à, thế mà chú cũng không biết. Mẹ đứa nhỏ này đi sớm, sống với một người lỗ mãng như chú. Chịu rất nhiều khổ, tâm tư của Omega cũng không tiện nói với chú. Tuy nó trông cứ cà lơ phất phơ, nhưng chú biết nó là đứa nhỏ ngoan. Sau này phải làm phiền cháu rồi. Chú yên tâm đi. Đang nghĩ cái gì? Tương lai. Cho nên tương lai anh muốn làm cái gì? Cưới em. Cưới em. Đúng, cưới em hoặc em cưới anh cũng được. Vậy em đợi Lâm Tiên Sinh cưới em. Hy vọng cầu hôn và kết hôn của Lâm Tiên Sinh đừng khiến em thất vọng. Sẽ không. Cái anh cho chắc chắn cũng là cái Du Tiên Sinh muốn nhất. Đó chắc là tương lai không tệ. Phó chuyên tấn tán đổ vợ kiểu gì thế? Anh biết một chút nhưng mà vẫn nên hỏi người trong cuộc. Anh ấy à, lúc mới đầu có hơi chút không nhẫn nhịn được, người khác tặng hoa anh ấy tặng bông cải xanh. Hi hi, nếu không muốn thì cũng đừng dứt đi, mang về xào ăn nhé. Cái này cho em, nếu em không muốn ăn thì cứ đem đi cho A Hoàng ăn, chính là chú chó canh cổng trường bọn mình đấy. Thằng cha này hình như miễn dịch với lãng mạn. Hey, anh ấy lấy đồ ăn cho em rồi, tới ăn đi. Nhưng sau một thời gian sẽ hiểu rằng dù cách của anh ấy hơi ngốc nhưng lại thẳng ở chân thành. Ê, anh mua thuốc ức chế về rồi đây cho em.
Anh canh ở cửa, nếu vẫn còn khó chịu thì phải nói với anh nha. Ê, ê, năm mới vui vẻ. Năm tới chúng ta lại ở bên nhau được không? Chúng tôi lại ở bên nhau thêm 1 năm rồi. Ê, em vẫn đẹp như thế. Ngày mai anh có thể gặp em không? Ngày mai là năm mới rồi, phải ở cùng gia đình. Anh cũng rất muốn đón năm mới cùng với em. Nếu chúng ta kết hôn là có thể cùng nhau đón năm mới rồi. Sao lâu thế mà không nói gì? Chẳng lẽ ngủ rồi? Sao thế? Anh không muốn à? Không phải. Em có thể giờ như chưa nói để anh hỏi lại một lần nữa được không? Hoa hồng và nhẫn, anh đều đã chuẩn bị cả rồi. Không ngờ rằng em lại mở lời trước. Anh nghĩ kỹ rồi à? Có một chuyện em muốn nói với anh trước. Anh cũng biết mà. Mãi về sau em mới biến thành Omega. Cho nên bác sĩ nói em rất khó có thai. Anh ghét điều này đúng không? Không phải, không phải. Anh thấy như vậy rất tốt. Không có ai cướp em khỏi anh. Mà bố mẹ, anh không phải chỉ có một đứa con là anh. Cũng không phải cần anh phải nối dõi tông đường. Thật không? Em đồng ý gả cho anh. Anh đã rất mãn nguyện rồi. Hi hi, có phải anh đang nằm mơ không? Em mau tát anh một cái cho tỉnh đi. Hi hi, đừng đánh nữa. Anh tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh rồi. Còn đánh nữa là thành bạo lực gia đình mất. Anh tài xế, anh bảo cảnh sát làm gì? Anh có hiểu cái gì gọi là đánh là thân, mắng là yêu không? Em yêu, đến đây, tiếp tục đánh.